11 Ngọc Nữ Si Bít mang hoa đi tọ tình, ai mới khiến chị em bẹ cong dây tính. Nếu các chị đẹp Si Bít như Dương Mịch, Triều Lệ Dịn, Địch Lệ Nhật Ba, Ly Thấm, Bạch Lộc, Lưu Diệp Phi cầm hoa tới tỏ tình, bạn sẽ nhận lời ai? Hình ảnh các tuấn nam si bít cầm hoa như sắp cầu hôn người thương chắc chắn sẽ khiến trái tim thiếu nữ phải trao đảo. Vừa nhìn thấy hình ảnh này, Phan triệu lệ Dịnh đã nhất loạt đồng ý lời tỏ tình, đúng là nữ vương nữ nhi quốc không làm chúng ta thất vọng. lệ Dịnh xinh xẻo, mong manh tựa như bông hoa cô đang cầm trên tay vậy, khiến người ta muốn phần muốn che chở. Vẻ đẹp Angela Baby như ánh dương rạng rỡ, rất tương đồng với bông hướng dương cô nàng chụp ảnh cùng. Còn ở ảnh này, Angela Baby lại đẹp e ấp, bí ẩn, bạn thích phong cách nào hơn. Dương tử đẹp dịu dàng, khả ái bên hoa baby. Nhưng sang đến đây thì cô nàng lại phạm phất chút buồn. Nếu dương tử cầm bó hoa này đi tỏ tình, ai sẽ gật đầu đồng ý nào? Dương mịch chắc chỉ cần mấy bông hoa cắt tường trên tay cùng ánh mắt xinh đẹp kia đã chinh phục được trái tim fan rồi. Nét đẹp sang chảnh của dương mịch chưa bao giờ làm fan thất vọng. Thần thái mịch thế này thì ai có thể từ chối? Khi Dương Mịch ngọ lời, nội tâm Phan gào thét, ngàn lần đồng ý. Phan Cúc tỉnh y đâu rồi, bạn đã sẵn sàng chưa? Đi tỏ tình mà lên đồ trang điểm lồng lộn như công chúa vậy là không cho đối phương đường lui rồi, không hộ danh mỹ nữ 4.000 năm. Lý Thấm là một diễn viên thực lực, được đánh giá rất cao trong diễn xuất. Ở ngoài cô thường xuất hiện với style chạy trung và đáng yêu như thế này. Cả hoa và người đều sinh, Phan Lý Thấm chắc chắn đang tranh nhau xếp hàng chờ lời tỏ tình từ idol sinh như cố vừa kết thúc không lâu và danh tiếng bạch lộc vẫn còn rất nổi trong ảnh này bạch lộc đẹp ảo mị bên hoa sinh như thế này thì không chỉ fan bạch lộc mà ngay cả người qua đường cũng không lỡ từ chối khi chỉ tỏ tình thần tiên tỷ tỷ lưu dược phi sẵn sàng bày tỏ tình cảm rồi có ai đủ can đảm để từ chối mỹ nhân đây địch lệ nhật ba lộng lẫy như một nàng công chúa bên hoa và cũng có lúc trong vô cùng nhẹ nhàng tinh khôi dù ở concept nào, nhiệt ba cũng làm trái tim fan tan chảy. Ngụ thư hình đẹp ngọt ngào như đóa hồng trên tay cô ấy, cảnh điểm cũng đẹp diễm lệ, e ấp bên hoa. Chắc chắn lời tỏ tình của cô ấy đang khiến rất nhiều người mong chờ và chị em sẵn sàng bẻ cong giới tính. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.